trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam năm 2016 ở nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đêm nay thì chúng ta sẽ nhận diện được 20 gương mặt xuất sắc nhất sẽ góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Còn ngày hôm nay trong một sự kiện lớn như thế này thì có hơn 600 nhà phân phối Nutrilite đã có mặt trong tối hôm nay để theo dõi xuyên suốt của cuộc thi. Và đây có thể gọi là một cái sự mãn nguyện của các nhà phân phối khi mà thành tích của các bạn đã được đền đáp với 2 tháng đạt SQ, hoặc là chúng ta là những fan trung thành của thương hiệu Nutrilite thì chúng ta sẽ có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay. Sự là bữa nay mình cũng rất là hào hứng. Năm nay là 55 tuổi rồi, nhờ dùng được sản phẩm em quay gần 6 năm mà hôm nay các bạn thấy không, mình cũng là một cái thành viên để được đóng góp vào cái chương trình. Mình muốn làm xem những cái người hoa hậu dùng cái sản phẩm mình mà mình đã dùng rồi thì mình cảm thấy mình rất là tự hào với sản phẩm mình đang dùng. Xin chào anh Tuân với là chị Quỳnh ạ. Ngày hôm nay thì hai người là một cặp đôi có thể nói là tỏa sáng, và không biết là cảm xúc của anh chị như thế nào ạ? Vâng. Cảm xúc của tôi bây giờ cảm thấy rất là hào hứng và tự hào vì Nutrilite của công ty của chúng ta là tài trợ độc quyền và dinh dưỡng cho Hoa hậu Việt Nam 2016. Vậy là chúng ta đã nhận diện ra 20 gương mặt xuất sắc và xứng đáng có mặt trong chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Và ngay ngày mai thôi thì nhà tài trợ dinh dưỡng Nutrilite Amway sẽ có cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên cùng với các đại diện của nhà phân phối. Chúng ta sẽ trao bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite trao tận tay cho các Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Và đây là bộ sản phẩm được thiết kế đặc biệt riêng cho Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Và chưa dừng lại ở đó, ngày 17 tháng 7 sắp tới, các nhà phân phối ở miền Bắc sẽ có những trải nghiệm